Vâng, thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì thủ môn Đặng Văn Lâm đã chính thức trở thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam với thương vụ chuyển nhượng từ câu lạc bộ Hải Phòng đến Muangthong United của Thái League. Và với việc thủ môn Đặng Văn Lâm chia tay câu lạc bộ Hải Phòng thì người hâm mộ của câu lạc bộ này đang rất là tiếc nuối cũng như là buồn bã. Trong đó có diễn viên Phi Huyền Trang, một người trước đây đã từng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với thủ môn Đặng Văn Lâm trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng cũng như là đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của diễn viên Phi Huyền Trang, một người con của đất cảng, để xem là cảm xúc của cô lúc này như thế nào khi mà Văn Lâm đã chính thức chia tay câu lạc bộ Hải Phòng. Xin chào Phi Huyền Trang, cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chương trình. Lúc này thì cảm xúc của bạn như thế nào? Cảm xúc của Trang khá là buồn và có một đôi chút gọi là hụt hẫng một chút, tại vì là bản thân Trang thì rất yêu mến Văn Lâm, rất là hâm mộ Văn Lâm và đã đôi lần được có cơ hội được đến sân vận động Lạch Chay để cổ vũ cho Văn Lâm trong những trận thi đấu của Hải Phòng rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì cái điều đó nó không còn xảy ra nữa. Văn Lâm của chúng ta đã chia tay của chúng ta và đến với Thái Lan rồi. Thế nhưng mà buồn thì có buồn, thế nhưng mà Trang có đôi một chút gọi là hơi mừng cho Văn Lâm, tại vì Trang biết đâu là trong một cái màu áo mới thì Văn Lâm sẽ thi đấu xuất sắc hơn và giành được những thành tích mới cho bản thân mình. Quả thật là với việc mà Văn Lâm chuyển sang Muangthong United tại Thái League thi đấu thì anh đã trở thành thủ môn đầu tiên của Việt Nam được xuất ngoại, và hy vọng rằng là những may mắn sẽ đến với thủ môn người Việt kiều. Bây giờ thì lúc này một mùa giải mới cũng như là một năm mới đã sắp đến thì Phi Huyền Trang có muốn nhắn gửi điều gì đến cho thủ môn Đặng Văn Lâm không? Trang muốn chúc cho anh Lâm dù là ở trong vị trí nào và dù là thi đấu ở đâu đi chăng nữa thì cũng luôn luôn giữ được phong độ của mình và càng ngày càng thăng hoa hơn trong bóng đá. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Phi Huyền Trang về thủ môn Đặng Văn Lâm, về việc anh chuyển sang câu lạc bộ Muangthong United. Xin cảm ơn Phi Huyền Trang đã tham gia chương trình và chúc bạn có một năm mới vui vẻ.